Mua FPT Playbox hôm nay có ngay tất cả. Do you play Half the Heroes horribly? Are you farming terribly? Are you forgetting to ward and losing a lot? Learn to play on MoreMMR.com. MoreMMR has everything you need to learn and improve the quickest. Sign up now and start for free. Số ra rồi. Rồi, non grata anh ta ra với Inferno Blade của mình. Nhưng đúng ngay lập tức anh ta bị hút đàn. No Fear chém slow vào người của Fly và Fly lên bảng điểm số first blood thuộc về No Fear với bao thì hắn. Jerax cố gắng di chuyển ra. Anh ta còn một Aishat, liệu rằng sẽ có một tình huống trả đũa không? Non grata chết rồi. Tôi không nghĩ là Non grata có thể sống được. Mạng có lẽ sẽ thuộc về Big Daddy chăng? 60 đam chi à? Jerax là người thậm chí là họ chỉ có thể đánh nhau ở đầu game thôi. Và ở đây thì đấy, Doom nhận thấy là cái việc mà con BH nó vừa kéo được một đàn creep đây đi vào hit level thì ngay lập tức là Fly cũng như là Jerax anh ấy phát hiện ra luôn. Creep bị đánh thì Doom đi vào thì Rubik là nhầm Lion lại chặn đường luôn. Và khu vực lên mid thì Sep anh ta đang gặp khó khăn, rất nhiều thứ đang êm vào người của Sep và Sep chết quá đơn giản. Vì anh ta rất muốn có được mạng của S4 rồi, Meldick đã được mở ra. Hú thành công đến từ S4 nhưng No Fear anh ta tàng hình được rồi. Silent không mất quá nhiều máu với những cú xoay đến từ S4. Jerax lên để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Nhưng Esther, như tôi nhắc lại, Sebastian vẫn chỉ là một player mà anh ta đã rời bỏ đấu trường chuyên nghiệp khá lâu. Jerax ở đây chết rồi, No Fear lại có mạng của Jerax. No Fear có Killing Spree nhưng Always Gonna Fly chết dưới rìu của S4. Silent còn lẽ là nên lùi về, Silent còn khá yếu máu anh ta ta. Nhưng Iceberg ở đây có cho mình là Ronin V. Iceberg đang scout được hết đội hình của đối phương bên phía team Fly to Moon, họ không biết là có ai ở đây. Big Daddy di chuyển ra cùng với Tuska. Iceberg là người bị êm vào nhưng Big Daddy chết trước. No Fear lại có mạng rồi, vẩy sâu đến từ Iceberg và lấy nốt cả mạng của Razor nữa luôn. Sebastian bây giờ là người đang bị dồn vào. Sebastian anh ta có Chemical Rage nhưng Non Grata và Iceberg còn ma và Iceberg anh ta không ngại ngần gì cả. Ma sắp sửa hồi về để có thể hồi đầy máu dành cho Iceberg rồi, chặn đường khá hay. Vâng, Iceberg anh ta kẹt rồi, bật cả acid lên nhưng Fly xuất hiện đây, có lẽ là Iceberg toàn sẽ phải trả mạng lại thôi. Không còn cơ hội để chạy dành cho DP nữa rồi, hết mana. Always Gonna Fly di chuyển đến quá chậm. Iceberg cố gắng giúp King, anh ta cố gắng giúp King vẫn chưa chết dành cho DP. Chết rồi. How to không chết luôn, thề chỉ là câu kéo thêm thời gian thôi. Quá sâu, còn Doom và con DP dive vào quá sâu để cố gắng ăn được vào mạng của con Alchemist. Bây giờ thì S4 anh ta đã bị harass rất mạnh đến từ Silent. Silent cũng bị dính một cái Battle Hunger nhưng S4 lên bảng điểm số và mạng thuộc về Always Gonna Fly Bullets để có thể giết người. Vâng, BH ở đây thì chúng ta vẫn đang cố gắng lấy được mạng của S4. S4 thêm một lần nữa dính cho mình đấy là cái long con của Always Gonna Fly. Deadwood thì Alchemist dẫn đầu nhưng chưa có được những khoảng cách và Sebastian anh ta sắp sửa chết mạng thứ ba rồi. Fitting Spree dành cho Sebastian với nó. Rồi lại nhìn thấy vị trí của S4, búp ơn long con hay không? Vâng, long con Meldick. No Fear có lẽ cần cẩn thận. Ulti luôn ra và S4 có lẽ là chết rồi. Support đánh không đập smoke đi gank cùng nhưng sẽ có đánh nhau ở lên. Còn Silent vừa mới nhắc đến Silent, anh ta có một tình huống double change đúng là Miracle CS đây rồi nhưng bị chặn lại bạn ơi. Sẽ có một cú hú đến từ S4 nhưng Jerax chết trước. S4 bị Doom, S4 không chặt được rồi. Non Grata anh ta di chuyển ra rất nhanh, S4 chết lần thứ 6, tôi tin chắc là như vậy luôn. Sờ 4 này, vị trí của con Razor vừa một êm vào vị trí của con Vâng, S4 bị truy quét nhưng ở đây bên phía Team OG họ xuất hiện rồi. Ba thành viên của Fly to Moon hoàn toàn để chết được. S4 không chết, finger vào để lấy được mạng của cả Iceberg luôn. Tiếp tục sẽ là Non Grata, đây là rune hết dành cho Non Grata nhưng lốc lên đến từ Big Daddy rất nhanh tay. Non Grata anh ta đang cố gắng câu kéo để Deadwood của Always Gonna Fly có thể deal damage nhưng Jerax chết, còn Big Daddy thì sao? Big Daddy sống, như vậy là một đổi ăn vào con Razor lại vừa muốn ăn vào con Lion. Và sau mà ai biết rồi, con Lion là hero rất nhiều skill đấy, disable thì xô vào hai con khác nhau quá khó. Vâng, S4 vừa rồi anh ta bị No Fear lừa và anh ta đã hú trượt rồi. Bây giờ thì S4 sẽ lên bảng điểm số rồi. Silent xanh quá, Silent 306. Vâng, Sep ở đây thì anh ta có cho mình đấy là một cái blink. Sep có blink dagger nhưng không tìm được đối phương. Sep tự sóc vào đầu mình. Silent thì anh ta không TP về được. Big Daddy lock được Silent lên. Đây là cái sự lợi hại của một con Razor lên cho mình lock. Silent ở đây sẽ bị dồn chết. Silent lên bảng điểm số tiếp tục cho là No Fear. No Fear cũng bị Jerax hạ gục. Vâng, Senchi các kiểu các thứ được cắm ra. Big Daddy anh ta bị dồn vào cắm Deadwood nhưng Big Daddy anh ta tự lock mình lên. Câu kéo ra Big Daddy chết rồi. Lần này thì không có Mercy. Fly cũng bị nhìn thấy. No Fear anh ta check được một người của Fly. Không còn bất kỳ một điểm nào vào ơn cả. Nhưng Non Grata mở cho mình Scottus di chuyển vào, quyết tâm ăn được mạng của Fly ở đây.
phía đằng này thì sao? Vâng, Sep dứt điểm được, đấy là Bounty Hunter Fly không chết. Nongrata đi xa quá rồi, anh ta lại còn sử dụng Doom vào người của Sebastian. Tại sao lại như vậy nhỉ? Fly to Moon càng đánh thì họ càng gãy, và một tình huống combat họ mất đến 3 người. Silent ở đâu đó lấy được mạng, Silent và Iceberg lấy được mạng của S4, nhưng bây giờ thì Sep anh ta đã bị Doom Silent vào. Quá đau, Always Gonna Fly, anh ta có được mạng của Silent rồi. Tiếp tục sẽ là Jerax và Silent, anh ta quá khát máu. Và có vẻ như bên phía Team OG họ không chịu được cái tốc độ. Hai team biết được rằng Fly to Moon đang ăn cho mình Roshan. Jerax anh ta bị dậm stun đến từ Nongrata. Silent đôi của Iceberg, nhìn cái cách mà Iceberg anh ta lao vào trong combat này, hút máu ba người. Jerax có vẻ cũng sẽ chết thôi, Jerax lao vào trong này. Nhưng DP bị xếp, anh ta chặt chết rồi. Đây thì còn Silent, Silent không đứng nổi cùng với Alchemist. What the fuck, Silent đang đấu tay đôi cùng với Alchemist. Silent mất cho mình Khen Ages, No Fear. Anh ta tự bút Spirit Vessel vào người mình. Sebastian bây giờ không còn form Chemical Red, nhưng anh ta sắp hết Chemical Red rồi. Và Silent sẽ sống dậy trở lại và pick mạng của Alchemist thôi. Big Daddy đây xòe quạt ra, cố gắng ăn được mạng của anh ta, lấy được mạng của No Fear. Nhưng Fly cũng sẽ đi luôn, triple kill dành cho Silent. Có bắt đang diễn ra cực kỳ lâu. Always Gonna Fly sử dụng cho mình Glimmer Cave, anh ta cố gắng di chuyển lên high ground về được. Bắt Silent e chừng có vẻ hơi khó. Một cú đến từ Ace chăng? S4 thì đuổi theo một người khác, ba thành viên còn lại thì đuổi theo Silent thật. Có vẻ như Silent ta bị dính stun. Sebastian dồn rất nhiều đam, Silent lên bảng đếm số rồi. Big Daddy và Sebastian đang khá khỏe ở đây. Big Daddy đuổi theo tiếp vào người của Dolphia, không sợ ma của Iceberg luôn. Iceberg bị dính hú rồi, một cú chặt cho tôi thấy chặt đi. S4 chặt thành công. Còn Tuska tự lăn bóng mình lại và Always Gonna Fly, anh ta mất cho mình ulti rồi. Ba thành viên lên bảng đếm số, trong đây có một con DP có mát sau khi có DP rồi. Rồi mất Milirex, mất tiếp cả Renrex. Renrex là một con support mà 28 ra, không hề yếu một chút nào. Bị Silent, bị các kiểu các thứ. Nongrata di chuyển vào rồi, anh ta Doom vào người của Big Daddy. Ở phía này thì sao? Ace cố gắng tả xung những đột trong đôi hình của đối phương, nhưng Ace mất nhiều máu quá. S4 sẽ chết ở đây rồi, Always Gonna Fly chưa chết. Big Daddy cũng chết, Jerax cũng sẽ nằm lại. Double kill, buyback ra của Razor, buyback ra của Tuska. Nhưng Sebastian anh ta đã lên bảng đếm số mà không có buyback rồi. Silent có cho mình, đấy là một cái triple kill. Bây giờ bên phía team Fly to Moon nó sẽ vào Roshan giải quyết bài toán của đối phương dưới boss. Đây thì Jerax lên bảng đếm số, vẫn còn ma của Iceberg, có lẽ là sẽ lấy thêm một chục ba nữa rồi. Trên top vẫn đang đánh nhau, Doom vào S4, Doom vào Big Daddy. S4 thì bị dính một cái vessel, chưa có ai chết cả, chỉ có nhà nằm lại thôi. Hòa lên dành cho Fly to Moon. Quay cảm hơi khổ chút các bạn. Không có ai vào cả không, họ đến từ đằng sau. Big Daddy rồi, mọi người của Nongrata. Nhưng Nongrata vừa được book, Glimmer Cave vừa được book cho mình. Đấy là cả một cái Lotus Orb nữa. Big Daddy hạ sát được, đấy là Always Gonna Fly. Vẫn cố gắng bắn mọi người của Iceberg. Iceberg chưa có ma, nhưng Jerax thì bị Silent chặt chết rồi. Check được mọi người của Jerax. Bằng lốc được Ace lên, S4 lại không hoàn thành nhiệm vụ rồi. BKB được mở lên, không hú được mọi người của ai cả. Sebastian, nhưng anh ta có BKB, anh ta bị dính Doom, anh ta chặt chết được DP. Tiếp tục sẽ là Silent. Ở đây thì Nongrata đang cố gắng làm điều gì đó, nhưng Silent anh ta bị dính Water Sponge. Silent lên bảng đếm số 100 giây. Always Gonna Fly cũng chết, Nongrata cũng nằm lại ở đây. Double kill dành cho S4 cũng như là Sebastian. DP hủy này trông rất dở hơi. Rồi vẫn cố gắng truy sát vào, bởi vì lấy Shiva ra để mở Shiva, nhưng Nongrata anh ta có Blink cơ. No-tail, hình như anh không có buyback thì phải, no-tail. Không có buyback, 90 giây rồi. Rồi, S4 nhìn thấy vị trí của đối phương, cắm Sentry ra. No Fear có chết hay không? No Fear chạy nhanh ấy nhở? No Fear chạy rất nhanh các bạn. Cái mid đến rồi. Rồi, Nongrata cũng đến, Doom lần đầu của người của S4, Doom lần hai của người của Sebastian, nhưng Iceberg bị đấm rất đau. Sebastian anh ta đã mở hết tất cả các thứ ra rồi, nhưng Sebastian bị Silent dồn vào và Sebastian chết. Big Daddy cũng vậy, Iceberg không chết khi mà anh ta cắn được Cheese lên. Chính xác là như vậy, mất Cheese lên. Và cái người mà họ muốn dồn chết đầu tiên nhất chính là Iceberg. Họ không muốn đứng ở trong cái ma của chính con nhất. DP này, cả Razor lẫn Alchemist hú thành công vào người của đấy là Silent rồi. Silent bị dồn nam Silent, nhưng Nongrata anh ta cũng blink vào. Silent chưa chết, Silent double changel về được, quay ngược trở lại đấm vào người Big Daddy. Khi mà Big Daddy đang lẻ loi đến bên này thì tự lock mình lên. Phía bên trong thì ma vẫn đang được mở ra. Sebastian anh ta cố gắng lùi về cùng với cả S4 Iceberg, quá nhiều máu. Lion cũng như là Big Daddy đều đã lên bảng. Big Daddy chết ở phía ngoài, Lion thì vừa chết và anh ta đã bay back ra rồi. Trong Mega Creep dành cho bên phía team Fly to Moon, No Fear bị dính cho mình stun, nhưng No Fear tự búp, No Fear được búp Lotus Orb. Nhớ là đan mạch hay tự điển? Đan mạch, không phải tự điển. Fuck, lại bị đơ điếu một tí rồi các bạn. Rồi bây giờ sẽ đợi cho con DP này có ulti thôi.
Còn Silent anh ta lao vào và Silent anh ta đang bị bắt ở đây. Silent bị dính côn rồi nhưng Silent được Fox Snap ra ngoài. Silent chưa chết được Boom Clipper Cap, không có đất, không có xe trì. Ở đâu đó thì Razor đang hút đam vào người của Iceberg nhưng lại tìm vị trí của Iceberg để dồn vào. Razor hút được rất nhiều đam nhưng Iceberg anh ta cũng Silent và sẵn sàng chơi chết lại Razor. Nó Big Daddy sắp sửa lên bảng điểm số bên phía bên trong thì Ace lên bảng rồi. Axe không có buyback. Sebastian dồn vào người của Non Grata. Non Grata bị dính Finger nhưng Non Grata anh ta có cheese. Ở phía bên trong thì Big Daddy vẫn chưa chết và khóa chân được Iceberg nhưng Iceberg không kè, anh ta có mai, anh ta dồn hết vào người của đối phương luôn. Và Iceberg bị đấm lên, Iceberg mất khá nhiều máu nhưng ta lại được Boop Glimmer Cap và di chuyển ra ngoài. Trong khi đó thì ở ngoài Silent vẫn đang đấm vào trụ 4, Silent lấy được 2 trụ 4 của đối phương rồi. Sebastian cũng như Big Daddy bị dính Silent, Big Daddy di chuyển lỗi, Big Daddy chết ở đây rồi. Tự lốc mình lên nhưng sau đấy thì Big Daddy vẫn lên bảng, không có buyback. Sebastian cũng vậy luôn, Sebastian chết. Anh ta có buyback ra, còn form Chemical Rage, bật Chemical Rage lên cố gắng làm điều gì đó. Nhưng GG là điều chắc chắn và 60 phút thi đấu Fly to MMR.com, học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. Cải thiện kỹ năng, nghiên cứu chiến thuật, nhận ý kiến từ các chuyên gia và đăng ký hoàn toàn miễn phí. Tham gia ngay với gói GoPro để có đầy đủ chức năng, 18 coi một ngày để sử dụng tất cả chức năng của MMR.com. Chỉ với 2,4 đô tương ứng với 50k tiền đạp, các bạn đã có 250 coi trong ví của mình. Lựa chọn hero cần tìm hiểu theo vị trí thi đấu. Thậm chí bạn có thể lựa chọn các hero đang có tỷ lệ win cao nhất ở thời điểm hiện tại. Hệ thống video hướng dẫn chuyên nghiệp dễ hiểu cho từng hero. Video hướng dẫn từ cơ bản để nhập môn với Dota 2. Bảng phân tích hero với đầy đủ chi tiết. Lựa chọn pick hero chưa bao giờ dễ dàng như thế với mommr.com. mommr.com là website mới, hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hãy ủng hộ mommr.com và 23 creative. Biết đâu trong tương lai chúng ta lại có một hệ thống trang web hướng dẫn chơi Dota bằng tiếng Việt. Đến với mommr.com để thực sự chơi tốt hơn. FPT Playbox biến TV thường thành Smart TV. Thiết kế nhỏ gọn, tính năng vượt trội, nội dung hấp dẫn. Tặng ngày miễn phí 1 năm xem truyền hình bao gồm 150 kênh trong nước và quốc tế khi mua thiết bị. Gia hạn thuê bao các tháng kế tiếp chỉ 50.000 đồng một tháng. Tiện ích phong phú đầy đủ cho mọi lứa tuổi. Lắp đặt đơn giản, cài đặt dễ dàng, cấu hình mạnh mẽ. FPT Playbox, xem mọi lúc, giải trí mọi nơi.